Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc bán tải đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết Ford Ranger thì nó có rất nhiều phiên bản. Từ phiên bản số sàn, phiên bản số tự động, phiên bản một cầu hay là hai cầu. Hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phiên bản số sàn, bản XLT hay còn gọi là XLT đấy ạ. XLT tức là cái phiên bản cao cấp nhất của xe số sàn rồi, số sàn và hai cầu ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký năm 2016, nhập khẩu từ Thái Lan quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe mới lăn bánh được hơn 5 vạn km thôi và còn rất là mới, rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem chi tiết về chiếc xe Ford Ranger XLT 2015 này. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 và nhập khẩu về Việt Nam mình là năm 2016, đăng ký năm 2016 và đã lăn bánh được hơn 5 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, máy móc nguyên bản và keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng đã độ thêm một số đồ, ví dụ như là dán phin cách nhiệt này và lắp thêm cái nắp thùng thấp này đây. Nguyên bản của những chiếc xe bán tải là chưa có nắp thùng và chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lắp thêm nắp thùng thấp rồi quý vị và các bạn nhé. Ở cái phiên bản số sàn thì đây là cái phiên bản cao cấp nhất của số sàn, đã được trang bị là la răng đúc này và hai cầu, gương kính chỉnh điện tức là gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đấy. Và cái dàn lốp này thì mới thay còn rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Đấy. Từ năm 2015, 2016 đến bây giờ và đã thay lên cả một cái dàn lốp này luôn, cho nên còn rất là đẹp đấy quý vị bạn. Quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc đổ dầu và chạy thôi, và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu đấy, vì là chiếc xe này chạy bằng dầu. Phiên bản XLT rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây là cái cụm đèn sau này cũng đã được dán bảo vệ này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên còn rất đẹp, rất là mới. Đấy, cả một cái dàn lốp này rất là mới, rất là đẹp luôn. Và nhìn về cái phần bên ngoài thì cũng không có bị xước sát gì nhiều đâu quý vị các bạn nhé. Đây là cái phiên bản 2.2 máy dầu. Xi nhan cũng đã được tích hợp trên gương, và gương chiếu hậu là gập điện, ốp gương là ốp chrome rồi. Đấy, dàn lốp thì rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. La răng đúc rồi. Đấy, phiên bản mà thiếu ấy thì la răng vẫn là la răng sắt cơ, ở đây là la răng đúc rồi. Đấy, cụm đèn đây, cụm đèn trước cũng đã được chủ xe lắp cái bảo vệ này, và đèn pha cũng là đèn pha bi xenon, đèn pha bi xenon, đèn gầm đủ cả rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, mặt ca lăng này nhìn rất là khỏe mạnh. Nhìn về cái phần bên ngoài thì chiếc xe này cũng không có bị va chạm gì lớn và cũng không xước sát gì nhiều. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng mới mua về, cũng đã dọn qua đi một chút rồi, chứ sơn xi thì chúng tôi chưa sơn xi gì cả. Đấy, dọn qua đi một chút về cái phần nội thất cũng như là cái phần gầm, máy móc các thứ chúng tôi dọn dẹp qua đi rồi. Đấy, chứ còn sơn xi thì chúng tôi cũng chưa sơn xi đâu, nhưng mà nó cũng xước sát rất ít, nhìn sát vào thì mới thấy được là nó xước sát cũng nhỏ nhẹ thôi ạ. Có thể cho phép được, đối với những chiếc xe bán tải thì xước sát như vậy thì có thể cho phép ạ. Đây là cái phần nắp thùng mà chủ xe đã lắp thêm đấy ạ. Nắp thùng. Xe cũng đã có cảm biến lùi rồi quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này thì gầm, đây tôi quay cho quý vị bạn xem cả từ những cái phần gầm này. Rất là đẹp luôn này, chưa có bị han hay chưa có bị dỉ gì cả đâu, gầm rất là mới này. Đấy, cái phần gầm nhé, tôi quay cho quý vị các bạn xem này, từ những cái sắt xi này, giảm sóc này, đến phần gầm này. Đấy,
chưa có bị xước sát hay chưa có bị làm sao cả. Và những cái phần này, sắt này, chưa có gì gì cả. Đây cái phần gầm của xe nhé. Tiếp sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về những cái phần keo chỉ này. Đầu tiên là tôi vẫn mời quý vị và bạn xem về cái keo chỉ của cái cánh cửa trước bên lái. Đây là cái cánh cửa sử dụng nhiều nhất đấy ạ. Keo chỉ nguyên bản này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết quý vị các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Cho nên là keo chỉ còn nguyên này. Ốc bản lề cũng còn nguyên đây quý vị các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Và đặc biệt là cái xe này là cái ghế nỉ còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Đây là cái ghế nỉ này. Ghế nỉ còn nguyên bản đấy ạ. Nhiều xe là bây giờ là mua về cái là lắp ghế ra. Nhưng chiếc xe này là chủ xe giữ nguyên bản cái ghế nỉ đấy. Đấy, và trần này cũng rất là sạch sẽ đẹp đẽ. Đấy. Ốc bản lề quý vị các bạn này. Ốc bản lề còn nguyên luôn. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem về cái táp bi cửa sau bên lái luôn ạ. Keo chỉ này. Đây là cái phần keo chỉ còn nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cũng nguyên bản quý vị và các bạn nhé. Đây là cái phần ốc bản lề này. Nguyên bản hết này. Không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả. Cho nên là còn nguyên bản. Và chủ xe cũng đã làm lót sàn rồi quý vị bạn nhé. Lót sàn da đây này. Đấy, chủ xe đã làm luôn rồi. Đấy, bộ ghế nỉ còn rất là đẹp. Nguyên bản của nhà sản xuất đấy ạ. Lắp thêm cái bộ da này vào thì nói thật với quý vị và các bạn là cũng chỉ mất mấy triệu nữa thôi. Nhưng mà có người thích lắp, có người không thích lắp, có người thích để nguyên bản, có người thì mua về cái là lắp luôn. Đấy, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần táp lô này, cũng như là về những cái phần đồng hồ của xe. Tôi sẽ nổ cái máy này lên để cho quý vị và các bạn xem về cái phần đồng hồ nhé. Và cũng như là cái phần option bên trong. À, xin lỗi quý vị các bạn, nổ là phải đứng lên trên và đạp phanh vào cơ thì mới nổ được. Tôi đang ngồi ở dưới cho nên là không nổ được máy. Quý vị và các bạn cũng hết sức thông cảm nhé. Nhưng mà cũng nhìn được luôn đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây quý vị và bạn ạ. Chiếc xe mới lăn bánh được 6.5 km rồi. Đấy, đây là cái đồng hồ công tơ mét mà chiếc xe đã chạy nhé. Và chiếc xe cũng đã được trang bị thứ nhất là vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng này, cruise control này, kiểm soát hành trình, ga tự động đấy ạ. Đi đường trường thì rất là thích ạ. Và đây là đầu CD. Đầu CD nguyên bản theo xe nhé. Đấy. Điều hòa này. Táp lô táp bi còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đây là cái phiên bản XLT hai cầu quý vị các bạn nhé, số sàn hai cầu. Đây là cái phần cầu điện này, cài cầu đây quý vị các bạn này. Đấy, XLT hai cầu nhé. Cần số này, vô lăng này, rất là đẹp luôn. Phần nỉ này, đây là cái phần nỉ đây quý vị các bạn ạ. Đây là cái phần nỉ này. Và đây là cái phần cửa cốp sau đây quý vị các bạn nhé. Đây là cái cửa cốp sau này. Tôi mở ra cho quý vị và các bạn cùng xem. Để quý vị và các bạn thấy được luôn là những cái phần keo chỉ này. Ốc ác ở đằng sau này nó còn nguyên bản này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đây. Từ những cái keo chỉ ở những cái cốp sau này. Đó. Nó còn nguyên bản hết đây quý vị và các bạn này. Từ những cái ốc này. Ốc bản lề cánh cửa cốp sau đấy. Đấy. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần keo chỉ của cái cánh cửa sau bên phụ đây quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ còn nguyên bản này.
keo chỉ nguyên bản hết này. Từ bên trên đến bên dưới còn đều còn nguyên bản hết này. Đến ốc bản lề. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Và đây là chiếc tháp đi cửa trước bên phụ quý vị các bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn này. Đấy, từ trên xuống bên dưới này, keo chỉ là còn nguyên hết này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả cho nên là keo nó còn nguyên. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn quý vị các bạn nhé. Từ táp lô, táp bi cho đến những cái phần nội thất này, những phần nhựa, phần da, phần nỉ đều còn nguyên bản và còn rất đẹp quý vị và các bạn nhé. Đấy. Tất tần tật về chiếc xe Ford Ranger XLT 2015 này. Đấy. Đây là cái ốc bản lề này. Rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe Ford Ranger XLT 2015 này ạ. Đầu tiên thì vẫn mời quý vị và các bạn xem về cái ốc chân cabo đã này. Ốc cabo còn nguyên bản quý vị và các bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn này. Đấy. Keo chỉ nguyên bản này, chân cabo nguyên bản luôn. Điều này chứng tỏ chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì. Đấy, cho nên còn nguyên bản hết và còn rất là đẹp đây quý vị các bạn nhé. Đấy, phần động cơ, đây là cái phần động cơ của chiếc xe đây quý vị các bạn ạ. Đấy, từ những cái ốc máy này còn nguyên hết luôn này và rất là đẹp. Chiếc xe này thì chúng tôi mua về chúng tôi cũng đã dọn dẹp qua đi rồi cho nên là bây giờ nó mới được sạch sẽ đẹp đẽ như thế này. Nhưng cơ bản là dọn dẹp cũng chỉ để làm cho nó sạch thôi, chứ còn để nó mới mà nó sáng nó bóng từ những cái phần máy móc như thế này thì kể cả là nó cũ mấy cũng không thể dọn được như này đâu. Nó chỉ có sạch sẽ thôi, dọn cho nó sạch sẽ lên thôi quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp rồi. Động cơ 2.2 diesel là máy dầu đấy mà lại còn là số sàn nữa, cho nên là nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, cực kỳ hiệu quả và kinh tế đấy quý vị và các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 545 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất thì cực kỳ ưu đãi, thủ tục thì nhanh gọn, từ 3 đến 5 ngày thì quý vị và các bạn đã được nhận xe rồi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger XLT 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đấy ạ, là 0905 608 883 được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford Ranger XLT số sàn 2 cầu này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Chỉ với 545 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe bán tải Ford Ranger XLT 2015 đăng ký 2016 nhập khẩu còn đẹp nguyên bản như thế này quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.